Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải cà có độc dược. Cả 5 bệnh nhân này cùng trong một gia đình ở xã Cư Mờ Lan, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk, nhập viện vào tối ngày 21 tháng 8. Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào trưa và chiều ngày 21 tháng 8, các bệnh nhân hái quả cà độc dược ở trong vườn vào xào ăn. Sau khi ăn khoảng 30 phút thì các bệnh nhân bị sốt, nôn ói, co giật nên được đưa vào trung tâm y tế huyện Ea Súp cấp cứu. Đến tối cùng ngày, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán là ngộ độc cà. Sau khi được cấp cứu đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.